Các bạn ơi, hôm nay vui quá các bạn ạ. Bố mình mới vừa đi Trung Quốc về mua cho mình gói bim bim sườn chó siêu to khổng lồ. Giờ mình đi tìm bạn khổng lồ chôn cho bạn nào chôn ăn nữa các bạn ạ. Giờ mình đi đây các bạn ạ, không thằng Hương Vinh Long mà ra là xin hết của mình. Bạn hầu chôn ơi, bạn hầu chôn ơi, bạn ra đây để cho bạn ăn món này ngon lắm bạn ạ. Và hôm nay tôi cho bạn ăn một món đặc sản luôn bạn ạ. Bạn Nguyên ơi, bạn có cái gói gì mà luôn nó giống như hình xương chó ấy bạn Nguyên? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ấy. Cái gì đấy? Chẳng giống gì bạn, bố tớ đi Trung Quốc và bố tớ mua tớ gói quà là bim bim xương chó bạn ạ. Ui, ăn ngon lắm, nhìn thấy cho tớ ăn nữa nhá. Đi tớ với bạn ta ăn. Kẻo thằng Hương Vi Long làm ra nó xin mất đây bạn. Đúng đấy. Quỳ một tốt đấy. Đi ra chỗ nó kìm kìm nó tí bạn ơi, ngồi đây ăn cho mát này bạn ơi. Bạn ơi, bóc đi bạn ơi. Nhưng mà bạn ơi, bóc ngay lên thằng Hương Vi Long đi qua nó xin đấy. Đây có bao nhiêu túi mà bạn. Trong bên trong nó là nhiều quá nhỏ này nhỉ? Xanh này. Ui, màu vàng này. Có cả màu hồng nữa bạn ơi. Ê, tớ thích màu hồng, cho tớ màu hồng đi. Wow. Ui, các bạn ơi. Các kiểu luôn. Bạn ơi, bạn Nguyên. Cái này kiểu như bim bim bạn Nguyên ạ. Bim bim mà. Cái này. Bộ tớ đi Trung Quốc, bộ tớ mua về, tớ làm gói màu xanh này. Ui, bạn sướng thế, bạn ăn ngon vãi mà. Nè. Để tớ thử gói màu xanh nhá, tớ thấy lặn lặn. Wow. Đây người không cần không bị lông của già nó xin đấy. Đúng rồi. Cái gì đấy? Bạn Nguyên lên bạn Hậu ơi. Cái gì? Mấy bạn ăn bim bim gì mà nhìn nó lạ thế? Bim bim Trung Quốc. Bố tao mua từ bên Trung Quốc về đấy. Đúng rồi. Tận Trung Quốc rồi cả. Ừ. Mà ai bạn bè với nhà mày ấy? Bạn Nguyên bạn Hậu ơi. Đi hai bạn à, cho tớ xin một gói tớ ăn à. Ơ mày bẩn lắm. Quần áo ấy rách dưới mày. Ra mày xin mày không muốn ngại à. Ăn mặc nhỉ, nhìn bạn nhìn thấy không? Rách trên rách dưới. Còn nó tươi bẩn bạn nhỉ. Quần áo này của tớ hơi bị mốt luôn đấy. Mốt gì? Đó mấy bạn này. Mấy bạn sao hôm nay tự dưng lại khinh thường chỉ nhục tớ đấy. Ha? Nhìn cũng bẩn bẩn kiểu gì. Mà bạn Nguyên ạ. Anh em mình từ bé giờ có chơi với nó bao giờ đâu mà giờ nhiên lại ra bảo bạn xưng bạn với anh em mình nhỉ? Sao mấy bạn lại nói thế? Bọn mình là vẫn chơi với nhau bình thường đấy. Chơi lúc nào tôi nhét mày bướm đi. Đúng rồi. Bạn cút đi. Thế hai bạn không nhớ bữa trước tớ cho hai bạn ăn xúc xích à? Bữa nào? Bữa bẩn. Ngày nha mày nhà hôm nay tự nhiên xin kể lể từ bao giờ. Thế tóm lại hai bạn có cho mình không? Không. Sao hai bạn ăn tham thế? Mà mày ấy, có giỏi về mày đi mua mấy gói bim bim 1.000, 2.000 ở ngoài kia quán mà về mà ăn. Chứ mày không có đủ đẳng cấp để ăn bim bim mày đâu. Thôi được rồi. Tôi biết biến gì. Bây giờ tớ sẽ về mua cái bim bim độc nhất vô nhị lúc đấy hai bạn đừng có xin tớ một gói nhá. Tao đố mày mua luôn đấy. Đi đâu bỏ cái vỏ lại. Đúng rồi. Đá lại vỏ. Thằng này ngon, thằng này nó ra làm phiền. Đúng rồi. Ơi, mẹ. Gì? Mẹ ơi. Con buồn lắm mẹ. Làm sao mà buồn? Con bị hai thằng trẻ trâu ngoài kia nó coi thường, nó sỉ nhục con mẹ. Lại hai thằng trẻ trâu nó sỉ nhục. Nghe mày chán mẹ ơi. Thế làm gì đó mà nó sỉ nhục? Bọn nó đang ăn cái gói bim bim mẹ, con ra xin miếng bọn nó không cho con, nó chửi con, nó chê con nghèo mẹ này. Nè, nó bảo con là nhà không có quần áo mặc rách dưới mẹ. Thế mà quần rách trẻ trách. Mua gói mà ăn làm sao mà khổ đấy. Mẹ ơi, mày cho con tiền để con mua gói bim bim để con ra dạy cho bọn nó một bài học ấy. À, lại cho con tiền mua gói bim bim. Đi, mày cho con đi. Rồi. Cho con 200. 200 gói bim bim đấy đắt lắm. Gói bim bim 200. 200.000. Thế mẹ cho con nhá. Ừ. Rồi. Dám coi thường con trai mẹ. Các bạn ơi, đấy vừa xin được mẹ mình 200.000 để mua gói bim bim Doraemon các bạn nhá. Đấy các bạn ạ, đây là bim bim của Trung Quốc các bạn nhá. Đấy Doraemon các bạn ạ, bim bim này bim bim của Trung Quốc các bạn nhá. Đấy, rất chi là hay các bạn ạ. Thì các bạn ơi, thực sự các bạn ạ, hôm nay mình cay tức hai thằng trẻ trâu này nó dám coi thường, nó sỉ nhục mình các bạn ạ.
Nó cậy là bố nó đi Trung Quốc về mua gói bim bim xương chó xong nó nhìn thấy mình hôm nay nó lại không cho mình ăn các bạn ạ. Thế mình xin mẹ mình mua cái gói bim bim Doraemon của Trung Quốc này các bạn nhá, để ra dạy cho chúng nó một bài học các bạn ạ. Hôm nay bọn nó có xin mình cũng quyết định không cho các bạn nhá. Đấy, và mình sẽ review cho các bạn xem cái gói bim bim Doraemon này nó có gì ngon không bạn nhá, nó hấp dẫn các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài kia dạy cho chúng nó một bài học các bạn nhá. Let's go. Cái này trước mẹ tớ anh mua cho tớ này. Bạn cho tớ một gói đi, cái này ăn ngon lắm. Bạn Nguyên ơi, bạn đừng có bốc phét đi. Bạn, mẹ bạn mua ở đâu? Và bạn đừng nói điêu. Mà bạn mua ở đâu ấy? Ở đâu? Trung Quốc nghe bạn Hậu ạ. Bạn bóc mà đi cho bạn tớ ăn nữa bạn Hưng. Còn lâu tớ cho hai bạn ăn nha. Tớ phải dài để tớ ăn nha. Cái gì ấy? Cho tớ ăn nữa bạn Hưng. Ăn uống gì? Đi. Bạn cho tớ đi. Tớ. Mấy bạn về mà ăn mấy cái gói bim bim Trung Quốc của mấy bạn bên kia đi. Bọn tớ ăn chán rồi. Bạn cho tớ ăn một lần rồi bạn cho tớ đi. Bạn Nguyên ơi, các bạn đừng có mồm điêu đi. Mà tớ còn rách dưới lắm, mấy bạn là tớ không đủ đẳng cấp để chơi với bạn đâu. Vâng đấy. Mấy bạn đi về đi. Vâng đấy. Đi ra đây lại nhảy. Vâng chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn bỏ qua bạn tớ đi. Tớ chỉ nói trêu bạn thôi. Hai bạn không đồng nghĩa gì. Thôi hai bạn ạ. Hai bạn đừng có thấy đồ ăn để bắt quàng làm họ nhá. Vừa ra sỉ nhục tớ không giao cái gì. Bây giờ ra xin hai bạn lập mặt nó vừa rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bóc cái gói bim bim Doraemon này ra các bạn nhá. Đấy. Thì chắc ngon lắm nhỉ. Wow, bên trong nhiều thế à? 36 gói bim bim, loại bim bim khác nhau đấy. Cho tớ gói đen này đi. Cái vả vào mồm. Đấy các bạn ơi. Lại cái tay. Các bạn nhìn này. Bim bim Doraemon của mình thì các bạn này, bên trong nó có 36 gói bim bim khác nhau các bạn nhá. Ui, đấy, có rất là nhiều vị này các bạn này, đen đỏ rồi các thứ các bạn nhá. Ui, các bạn nhìn chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn nhá. 36 loại bim bim. Cho bọn tớ ăn nữa bạn Hưng. Cho trước bọn tớ một gói, xin đúng một gói thôi. Còn lâu bạn Nguyên ạ. Toàn hình Doraemon tớ thích thôi bạn ơi. Mấy bạn về mà ăn cái gói bim bim xương chó của mấy bạn đi. Đấy các bạn nhìn này, cái này chắc là siêu cay các bạn ạ. Đấy, mình ăn màu vàng trước các bạn nha. Thì ngon lắm nhỉ bạn ơi. Ui, ngon lắm bạn ạ. Đấy các bạn chưa? Bạn cho tớ đi. Ui, chắc ngon hơn cái gói xương chó của bạn Nguyên đấy mọi người. Ngon hơn, chưa tớ ăn rồi, bạn đi, chứ bạn cho tớ đi. Từ lần sau tớ hứa với bạn tớ sẽ không như thế. Ngồi nữa. Cho tớ ăn nữa bạn Hưng. Thôi hai bạn ạ, tớ nói thật nha hai bạn nha. Ở đời đừng có bao giờ coi thường người khác, sỉ nhục người khác, mấy bạn hiểu không? Cười người hôm trước không xong người cười lại. Tớ biết lỗi rồi. Tớ biết lỗi rồi, bạn bỏ qua tớ đi. Không có lỗi lầm gì hết các bạn nhỉ. Tớ không đủ đẳng cấp để chơi với bạn đâu. Các bạn ơi, mình ăn gói màu xanh nhá. Ui, ngon thế. Đấy, ui, các bạn nhỉ. Đấy, nó ui, to hơn. Đi, bạn cho tớ đi. À, mấy bạn hỏng lắm rồi. Mấy bạn lại nhảy cứ như trẻ con nhỉ. Hai bạn bây giờ ấy, chim cút đi. Tớ không chơi với hai bạn đâu. Hai bạn chim cút đi. Đang ăn các bạn ạ, cứ mất ngon xin sỏ các bạn ạ. Các bạn ơi, bim bim này nó có nhiều vị lắm các bạn ạ. Nó có 36 gói các bạn nhá. Đấy, mỗi một gói là một vị khác nhau các bạn nhìn chưa? Hay không? Các bạn nhìn hay không? Đây này các bạn này. Đây nha, có cái gói này nhá. Nó có vị cơm cháy các bạn nhỉ? Giống như cơm cháy các bạn nhìn chưa? Đấy, mình sẽ bóc ra các bạn xem nhá. Wow. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đấy. Hay không các bạn ơi? Ngon lắm các bạn ạ. Chứ cái bim bim Trung Quốc vừa đấy á, cái gói xương chó ấy mình nghĩ là không ngon đâu các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Mấy ăn thằng gói màu đỏ các bạn nhá. Đây.
Mình bóc ra các bạn xem nhé. Ui bạn ơi, hay không này? Đấy, mời các bạn thưởng thức mình nhá. Ngon lắm các bạn ơi. Đấy, bim bim đồ này mà ngon nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, mình sẽ ăn loại siêu cay các bạn nhé. Đây này, nó siêu cay luôn các bạn nhỉ. Nó bốc lửa luôn các bạn nhỉ. Đấy, mình bóc ra các bạn nhé. Wow. Đấy, nó khác luôn các bạn ạ. Nó đỏ đỏ các bạn, nó cay các bạn ạ. Mình nghĩ là nó cay. Ngon thật đấy các bạn ơi. Cay ngon đấy bạn ạ. Xem còn cái nào mình chưa ăn các bạn nhá. Ăn tiếp cái gói màu này các bạn này. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình rất nhiều cay tức các bạn nhá. Mình đi cả thành phố, mình tìm được cửa hàng bán đồ Trung Quốc các bạn ạ. Vào đấy tìm được mấy cái gói bim bim Doraemon này, trông nó lạ mắt các bạn ạ. Hấp dẫn lắm các bạn ơi. Đấy, đây gói bim bim này của Trung Quốc các bạn nhá. Còn hấp dẫn các bạn nhỉ. Đấy. Ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, chắc còn clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.